đây là cây táo vào luôn, nhưng mà cái giống khác. Cái giống này thì nó nhỏ như cái như trái sươi vậy đó, nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà nó ngọt cực kỳ luôn. Thì nó không có, nó bự, nó không có bự, nó cỡ ron 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 nhỏ nhỏ vậy đó. Mình cắn một cái nó giòn rụt mà nó ngọt ngọt như cắt cổ luôn. Nè, coi nó lủng lẳng hay che. Giống như là trái ai? Trái gì đâu mình. Trái dâu. Giống như dâu vậy đó, nó chùm chùm nó lủng lẳng quá trời luôn. Nguyên một chùm của nó mà. Nó sai trái gì lắm, cái cây này nó sai trái lắm. Mình lựa cái trái bự nhất cho mình cho thấy chia sẻ là nó bự cỡ nào nha. Đây, trái bự nhất của nó. Và khi nó chín nó sẽ vàng như vậy đó, nó là đỏ lên mới ăn được, mới ngọt. Đây có một trái bự nữa nè. Rất là nhiều trái luôn. Ở đây có một trái chín nè. Thì chưa đó, khi nào thấy cái màu như vậy nè là ăn được rồi ha. Này cầu khoảng chừng 2 tuần nữa, 2 tuần nữa bắt đầu nó mới chín đều hết mới ăn được. Còn giờ là nó chuẩn bị thôi. Có những trái trên cao nhiều lắm. Phải đi lúc mà hái thu hoạch đó là phải dùng cái cây móc quá móc nó xuống chứ không có hái nổi. À, đây có một trái mình ăn thử cho coi nha. Đây trái này chín rồi. Thấy chưa? Cái màu của nó khi mà chín nó sẽ là như vậy nè. Chưa mình thấy xuống cho coi. Đó, màu chín nó sẽ là đỏ như vậy ha, hoặc là đỏ đậm hơn nữa.